Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em 5 cái dòng VIP sinh kiên, có nghĩa VIP có nghĩa là rung lắc, vibration đó anh em ha. Còn sinh kiên có nghĩa là khi buông con mồi này xuống thì nó sẽ có xu hướng là cắm cái đầu đi xuống, giả cái con cá sủi cái mồi ở dưới đất để mà ăn, để khuyến dụ con cá lóc ha, cá chẽm hay là cá nào mà nó săn mồi đó ha. Thì cái con đầu tiên đó chính là con cherry đây. Con này thì nó có giá 100 ngàn anh em. Có chiều dài là 5 cm và nặng là 7 gram ha. Thì con này có hai cái đặc điểm mà mình anh em chú ý ha. Thứ nhất là nước sơn nó rất là đẹp ha, giả đá. Những con này nó ná nè, giả đá. Và cái con mắt là đỏ ha. Cũng tất cả con mồi đều được trang bị cái lưỡi BKK. Con này 7 gram. Thì giá nó là 100 ngàn. Cùng một cái thời với con VIP Cherry đó chính là cái con VIP của Sinai. Đây. Con này thì nó là 9 gram. Chiều dài của nó là 6 cm ha. Rồi sau đó một thời gian thì anh em sẽ thấy là trên thị trường có con V5. V5 là hình dạng nó là nó cái bề bản bề bầu đó anh em. Bề bầu đây nè. Nó sẽ dày hơn cái con này. Dày hơn. Chiều dài bằng nhau nhưng mà chiều này nó dày hơn, có nghĩa là nó sẽ nặng hơn. Thì con này nó có giá là 120 ngàn, 5 cm và nặng 12 gram. Rồi, cái con kinh khủng nhất và cũng là nổi tiếng nhất, đó chính là con V65. V65, nghĩa là chiếc tắc của VIP đó, 65. Thì không nói thì anh em cũng biết rồi là chiều dài của nó là 6,5 cm. Con này nặng 14 gram. Tất cả đều được trang bị lữ BKK. Thì con này là lưỡi BKK trắng, còn cái con C9 thì BKK đen ha. Cái BKK trắng á, thì nó dẻo, nó dẻo hơn cái BKK đen. Con này thì cái BKK đen này nó cứng cáp sắc bén nhưng mà nó giòn hơn cái lưỡi này. Và cuối cùng là cũng là cái dòng mắc tiền nhất đến từ cái thương hiệu của Jaco, đó là con T50 ha. T50 thì trên đây nó có ghi thông số hết trơn anh em. Ghi đầy đủ hết trong thông số này hết. V50 thì chiều dài cũng lại vẫn là 50 ha. Nhưng mà con này nó chỉ có 9,5 gram mà thôi. Thì con này nó có giá cực kỳ ngất ngưỡng anh em, đó là 350 ngàn một con. Rung lắc mạnh yếu á, thì cái con này là con yếu nhất. Mà nó rung lắc yếu nhất và nó cũng đi ở cái tầng nước cao hơn những cái con khác. Tại thứ nhất là nó nhẹ nè, là thấy nó đi ở tầm ở trên rồi. Rồi sau đó thì tới con này, sau sau xuống xíu nữa. Thì con V65 với con này nó cũng đi ở cái tầng nước sâu hơn nữa. Đó là con V5 với con V65. Rồi, thì cái con này. Cái con T50 này thì cái miệng đó anh em nó được trang bị một cái miếng giống như chì ha. Nhưng mà cái chất nó gọi là chất tung ten. Cho nên cái con này nó cắm đầu nhiệt tình lắm anh em. Lóc chẽm thì anh em đã từng xài cái TN của chất cầu thì không có bàn tán về chất lượng nữa ha. Đây, ở chiếc miệng đây nè, nó có giống như miếng chì, giống hỏi chì nữa. Đây là chất tung ten. Thì buông ra thì con này nó cắm một cái ẹt xuống luôn anh em. Cắm một cái ẹt xuống luôn. Rồi cái âm thanh ở trong bụng nó cũng khác hẳn với người ta nữa ha. Và nó được hãng Jaco hình cái đầu con cáo như nè ha làm, cho nên giá nó rất là cao, hàng này nhập khẩu. Thì mình thấy cái con này thường thường những anh em ở vùng Đắk Nông, Đắk Lắk nè xài nhiều nè. Còn Kiên Giang với lại là mấy cái vùng mà hơi nước hơi mặn mặn thì anh em ta xài con này ha. Còn con này phổ thông thì mặn ngọt thì xài cũng được, nói như con này ha, nói như V65 là mặn ngọt thì xài cũng được. Nhưng mà thường thường thì nước ngọt và xài con này nhiều hơn. Và cái dòng cuối cùng đó chính là TN. Tại vì cái lượng khách mà mua anh em không có tập trung vào bất cứ một cái vùng hay tỉnh hết, mà nó phân khúc theo cái anh em người ta đam mê. Đam mê để mà chơi được những con mồi mà gọi là nổi tiếng, nhảy cá. Nổi tiếng là một chuyện anh em, còn nhảy cá là một chuyện nữa nha. Còn những con này là nó nổi tiếng là nhờ đó là cái độ nhạy của nó đó. Thì cái này nó gãy gác khắp cả nước anh em. Thì đó là những cái thống kê mà mình gửi đến anh em.
ha, rồi về những cái đặc tính kỹ thuật cơ bản của nó để mà anh em chọn cái đúng cái con mồi mình chơi cho nó phù hợp với cái địa hình của mình ha. Rồi anh em có nhu cầu về năm cái loại vip này thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0917 161 979. Rồi cảm ơn anh em ha.